Thưa quý vị và các bạn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về đông trùng hạ thảo trong việc hỗ trợ bảo vệ tăng cường sức khỏe, hiện nay trên thị trường đã có vô vàn những đơn vị sản xuất kinh doanh loại dược liệu quý hiếm này. Tuy nhiên thì để tìm được địa chỉ sản xuất cung ứng đông trùng hạ thảo chất lượng thì không phải là điều dễ dàng. Làm thế nào để có thể phân biệt được đâu là đông trùng hạ thảo thật, đâu là đông trùng hạ thảo giả, là tự nhiên hay nuôi trồng, đặc biệt là giải đáp thắc mắc của quý vị về chất lượng đông trùng hạ thảo nuôi trồng trong nước có thực sự mang lại hiệu quả như người sử dụng đang kỳ vọng hay không? Và ai nên sử dụng đông trùng hạ thảo, sử dụng như thế nào để đem lại hiệu quả tốt nhất? An toàn 365 ngày hôm nay sẽ tiếp tục đề cập đến vấn đề này. Hình thành vào mùa đông, trưởng thành vào mùa hạ, vừa là động vật, vừa là thực vật. Đông trùng hạ thảo là sự cân bằng tuyệt vời giữa âm và dương, có giá trị y học rất cao và được coi như vàng mềm. Tuy nhiên, cũng bởi vì quý hiếm và được săn lùng nhờ giá trị cao, đông trùng hạ thảo đang phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn giữa hàng thật có chất lượng cao với hàng giả, hàng kém chất lượng. Tôi thấy trên thị trường nó có quá nhiều những cái nhãn hàng đông trùng hạ thảo khác nhau, thì nhập khẩu cũng có này, trong nước cũng có này, mà trong khi trong nước thì nó lại có rất nhiều những cái nhãn hàng khác nhau nữa, từ những cơ sở nuôi trồng nhỏ lẻ đến những cái đơn vị mà những cái công ty lớn ấy, thì khiến mình nó rất là băn khoăn, cũng rất là hoang mang là không biết làm thế nào để lựa chọn được một cái sản phẩm đông trùng hạ thảo uy tín chất lượng. Quả thực là với cái thị trường hiện nay ấy, tôi thấy rất là nhiều cái sản phẩm đông trùng hạ thảo quảng cáo. Người dùng khó khăn để lựa chọn ra đúng một cái sản phẩm thực sự tốt cho gia đình, sức khỏe gia đình mà với cái giá cả hợp lý nữa. Tôi biết đến đông trùng hạ thảo cũng lâu rồi, qua phim ảnh về nhà tôi cũng hay xem những phim Trung Quốc thì cũng biết. Nó là một loại thực phẩm quý ấy. Nhưng mà trước kia thì mình cứ nghĩ là nó vì nó quý như vậy, trước kia toàn vua chúa dùng nên là nghĩ là nó rất đắt. Nên là gia đình tôi cũng quan tâm thôi, nhưng mà cũng nghĩ là mình chưa có khả năng để mua. Khi mà trên thị trường đang có quá nhiều các sản phẩm đông trùng hạ thảo, từ nhập khẩu đến sản xuất trong nước, thì đó cũng là những băn khoăn chung của phần lớn người tiêu dùng khi có ý định sử dụng đông trùng hạ thảo. Bởi thực tế, để lựa chọn được sản phẩm đông trùng hạ thảo đạt tiêu chuẩn chất lượng không phải là điều đơn giản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực này, nếu tinh ý một chút, người tiêu dùng cũng sẽ nhận thấy chỉ đơn vị sản xuất nào dám công khai minh bạch các tiêu chuẩn chất lượng liên quan đến trùng, giống, quá trình nuôi trồng, môi trường nuôi trồng mới đáng để người tiêu dùng gửi gắm niềm tin. Cái đông trùng hạ thảo nuôi trồng trong nước cũng đảm bảo được chất lượng khi mà chúng ta có một cái nguồn gen tốt này, rồi là một cái quy trình nuôi trồng tiên tiến này, cũng như là một cái quy trình thu hái này, bảo quản này, bảo chế tốt nữa, thì chúng ta thấy hoàn toàn các cái hoạt chất vẫn có thể như là tương đương hoặc gần tương đương với đông trùng hạ thảo tự nhiên. Khi mà nhiều người đã biết được là tác dụng của đông trùng hạ thảo nuôi trồng rồi, nhưng mà một số người vẫn đang lăn tăn về cái chất lượng, bởi vì là cái hàm lượng dược chất trong đông trùng hạ thảo thì cần phải được kiểm soát một cách ổn định, bởi vì hiện nay thì có nhiều cái cơ sở nuôi trồng nhưng mà rất ít cái cơ sở nuôi trồng đảm bảo được cái hàm lượng dược chất duy trì và ổn định. Giá cả của đông trùng hạ thảo cũng đang tạo ra mê trận với người dùng. Giá bán một số nơi từ 1 đến 2 triệu đồng một lạng, nhưng có doanh nghiệp cạnh tranh chỉ bán 3,5 triệu đồng một kg, tức là 350.000 đồng một lạng, thấp hơn 3 đến 6 lần so với doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, hàm lượng cao bất thường trong sản phẩm đông trùng hạ thảo cũng cho thấy thị trường phát triển còn khá lộn xộn, ảnh hưởng không nhỏ tới doanh nghiệp làm ăn chân chính. Khi mà người dân hoặc là khi khách hàng mong muốn sử dụng cái đông trùng hạ thảo để có thể là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức khỏe hoặc là hỗ trợ điều trị các cái bệnh mà của người dân đang mắc phải đó, thì người dân có thể tìm hiểu những cái sản phẩm đông trùng hạ thảo có cơ sở sản xuất, có những cái công bố và rõ ràng và minh bạch, có nguồn gốc rõ ràng. Khi tôi dấn thân vào để mà nghiên cứu và sản xuất đông trùng hạ thảo thì cái thuận lợi đó là nguồn nhân lực ngành công nghệ sinh học hiện tại đang là giai đoạn tốt. Tôi nhận thấy cái khó khăn khi mà dấn thân vào kinh doanh ngành này thì lại chính là việc thị trường mình chưa có biết nhiều về đông trùng hạ thảo. Được thành lập từ năm 2016, công ty trách nhiệm hữu hạn Lavis là đơn vị chuyên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh thực phẩm và thực phẩm sức khỏe từ thảo dược và trái cây nhiệt đới Việt Nam. Có trung tâm nuôi trồng đông trùng hạ thảo và nhà máy chế biến sâu tại thành phố Phan Thiết với những điều kiện được thiết lập và kiểm soát tối ưu cho tăng sinh dược chất và chất lượng sợi nấm dược liệu. Vì thế, đơn vị đã cho ra đời các sản phẩm như đông trùng hạ thảo sấy, nước đông trùng hạ thảo sâm, nước đông trùng hạ thảo collagen, cung cấp nhiều giá trị sức khỏe đến tay người tiêu dùng.
Đó là hai cái dòng sản phẩm nước đầu tiên trên thị trường với hai dòng dạng nước đáp ứng kỳ vọng là vừa hiệu quả nhanh. Tại vì đối với một cái sản phẩm dạng lỏng, cơ thể chúng ta hấp thụ và chúng ta thể hiện được cái hiệu quả sản phẩm nhanh hơn tất cả các loại hình sản phẩm khác. Đông trùng hạ thảo của công ty này là nhập cái giống từ bên Nhật. Thì Nhật là một cái nước mà rất là kỹ trong cái việc mà tạo ra giống và bảo quản giống vi sinh. Đồng thời thì có một cái công ty ở Phan Thiết có thể là đảm bảo được cái quy trình theo cái chuẩn an toàn thực phẩm, cũng như là các tiêu chuẩn HACCP hay là ISO. Thì đây cũng là một nơi rất là đáng tin cậy để người tiêu dùng có thể tìm đến. Sự tâm huyết của những sáng lập viên cùng với đội ngũ nghiên cứu có bề dày kinh nghiệm được thực hiện theo đúng quy trình nuôi trồng trong môi trường tốt. Đặc biệt, chủ động đầu tư việc tự kiểm định chất lượng chính là yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm đông trùng hạ thảo nuôi trồng. Điều này cũng đồng nghĩa người tiêu dùng có thể hoàn toàn tin tưởng vào sản phẩm mình lựa chọn. Mình đã sử dụng cái sản phẩm Hector được hơn một năm nay và mình cảm thấy là đầu tiên là cái da dẻ của mình rất là tốt. Cái thứ hai là cái sức khỏe của mình, cái sức dẻo dai của mình tăng lên đáng kể. Và mình sử dụng hộp Hector Sum lần đầu tiên và thấy hiệu quả thật sự, mình không còn trạng thái mệt mỏi nữa và cảm giác tinh thần nó phấn chấn yêu đời hơn. Sau đó rồi là đến mẹ mình đã sử dụng sản phẩm Hector tại vì mẹ mình bị tiểu đường, thì cái đường huyết của bà khá là ổn định, không có cái trạng thái mệt mỏi của người tiểu đường tại vì người tiểu đường phải ăn kiêng. Tôi rất là yên tâm, người mà nghiên cứu ra cái đông trùng hạ thảo Hector ấy lại là một cái người mà học về công nghệ sinh học, là chị hiểu về giống, về đột biến, về gen, tức là chị hiểu về cái việc là cái quá trình của mình làm nó sẽ xảy ra vấn đề gì để đảm bảo được cái chất lượng thành phẩm cuối cùng ấy. Đông trùng hạ thảo là dược liệu quý trong việc hỗ trợ bảo vệ, tăng cường sức khỏe. Song việc sử dụng đông trùng hạ thảo không đúng lúc, đúng cách sẽ có thể gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đối với sức khỏe. Chúng ta nên uống đông trùng hạ thảo khi muốn tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị một số bệnh thường gặp. Đặc biệt, trong giai đoạn trung niên, nên sử dụng đông trùng hạ thảo uống thường xuyên, bởi đây là lựa chọn mang đến nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Không nên uống đông trùng hạ thảo trước khi trải qua một cuộc phẫu thuật nào đó để ngăn ngừa nguy cơ không thể cầm máu trong quá trình phẫu thuật. Đông trùng hạ thảo không phù hợp với một số người mắc các bệnh tự miễn dịch như bệnh đa xơ cứng, lupus, viêm khớp dạng thấp. Phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt cũng cần tránh dùng đông trùng hạ thảo. Không dùng đông trùng hạ thảo cho trẻ em dưới 13 tuổi bởi cơ thể trẻ thường nóng hơn so với người trưởng thành. Chỉ sử dụng đông trùng hạ thảo với liều lượng vừa đủ, tránh lạm dụng quá nhiều sẽ gây ra một số vấn đề như thiếu máu, chóng mặt, rối loạn nhịp thở. Trong quá trình sử dụng đông trùng hạ thảo nên hạn chế đồ ăn cay nóng bởi những món ăn này sẽ làm hạn chế phần nào công dụng của dược liệu. Hãy cân nhắc sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo đúng đối tượng, đúng mục đích để nhận về hiệu quả tốt nhất.